trong thời gian vừa qua việt nam đã và đang tham gia chủ động tích cực vào tất cả các khuôn khổ hợp tác mekong với các quốc gia thành viên xây dựng cơ chế làm việc hiệu quả phát huy thế mạnh của các bên tham gia và đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực việt nam cũng tích cực phối hợp với các quốc gia thành viên adb và các đối tác phát triển để huy động nguồn lực phục vụ triển khai các dự án hợp tác gms khu vực Mekong bao gồm 5 quốc gia gắn kết bởi dòng sông Mekong là Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào và Thái Lan. Từ đầu những năm 1990 đến nay, trong xu thế khu vực hóa và đẩy mạnh liên kết kinh tế hợp tác tại Mekong đã có sự chuyển mình to lớn, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển xuất phát từ vị trí chiến lược cùng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của khu vực này. Những cái thành công trong chuyện thu hút du lịch, thu hút đầu tư thành công trong chuyện kết nối cơ sở hạ tầng cứng và mềm đấy và phát triển các lĩnh vực khác ví dụ như y tế đấy, ví dụ như giáo dục trong GMS so với các khu vực khác thì nó không lớn bằng nhưng với khu vực này thì đấy là những thành công rất quan trọng từng là khu vực của những quốc gia nghèo khó, chậm phát triển và biệt lập trong thế kỷ trước đây. Đến nay, GMS đã vươn lên và tự hào có những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, mở cửa tích cực hội nhập và có các thị trường rộng lớn, sôi động. Trong 30 năm qua, hợp tác GMS đã không ngừng mở rộng về quy mô, đi sâu về nội dung, khẳng định được bản sắc riêng là một cơ chế hợp tác khu vực có uy tín với chiến lược kết nối cộng đồng và cạnh tranh hàng trăm dự án với tổng số vốn lên tới hàng chục tỷ đô la đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực từ giao thông vận tải năng lượng viễn thông đến thương mại nông nghiệp môi trường trong đó giao thông vận tải được xem là lĩnh vực phát triển mạnh nhất với sự hình thành của các hành lang kinh tế đông tây bắc nam và phía nam những trái ngọt mà gms gặt hái được chính là minh chứng cho khát vọng và quyết tâm xây dựng khu vực mekong hòa bình thịnh vượng phát triển bền vững vì người dân Thời gian tới, chúng ta cần có tầm nhìn và các giải pháp mang tính chất chiến lược để vừa giải quyết một cách thực chất những vấn đề cấp bách hiện nay, vừa đặt nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện trong thập kỷ tới. Vì vậy, tôi hoan nghênh khung chiến lược chương trình hợp tác kinh tế GMS 2030 và kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi của GMS giai đoạn 2021-2023. Cái đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội lần này rất là toàn diện, rất là đúng và rất là trúng. trong đó thì 6 vấn đề bao gồm có ngăn chặn đẩy lùi dịch, bảo đảm cung ứng không đứt gãy rồi tạo đột phá về cái cái hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ chất lượng cao hay là chuyển đẩy mạnh chuyển đổi số thế rồi thì xây dựng GMS xanh và thích ứng biến đổi khí hậu cũng như là tăng cường phối hợp giữa GMS với ASEAN đặc biệt là cái đề xuất thứ sáu tức là tăng cường phối hợp giữa GMS và ASEAN các cơ chế hợp tác tại khu vực Mekong có ý nghĩa quan trọng phù hợp với các ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam với thế và lực được nâng cao cùng kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế được tích lũy 30 năm qua, việt nam có khả năng và điều kiện tốt hơn khi tham gia hợp tác mekong và đóng góp cho hòa bình phát triển ở khu vực